Xin chào mọi người. Hôm nay là thứ hai, ngày 20 tháng 12 thì nhà mình cũng chuyển nhà vào ngày hôm nay. Có nghĩa nét đây là video cuối của mình quay ở tại ngôi nhà này, thì 2-3 năm sau mình mới quay trở lại. Thì đây là trước cửa nhà mình đó mọi người, có núi đồi rất đẹp. Thời tiết hôm nay thì có nắng trong xanh. Hiện tại thì bây giờ là 8 giờ kém mọi người nhé. Thì khoảng tầm 9 giờ thì công ty chuyển đồ, họ sẽ đến đây để họ đóng gói đồ đấy mọi người. Chào mọi người. Bữa sáng của mình đây mọi người, bữa sáng đơn giản thôi. Hôm nay nhà mình chuyển nhà nó 9 giờ họ đến, thì tầm này là 8 giờ kém rồi. Thì nhà mình ăn cũng đơn giản thôi. Ăn bánh mì kẹp với trứng. Bánh sandwich kẹp với trứng. Nói chung là mình ăn buổi sáng ăn không vào đâu. Nhưng mà thôi thì ăn đỡ đói, cho đỡ đói đấy mọi người. Mọi người ăn với mình nhá. Tủ lạnh nhà mình rút tắt điện hết rồi mọi người. Nên là không có để cái giống đấy. Nhà mình bây giờ hiện tại như là bãi chiến trường luôn. Nhiều đồ. Đây ngồi. Con gái mình đang ăn bánh. Không nuốt được một con nước không trôi mọi người ạ. Cho con chú đi con. Tí hai con mình đi học mọi người. Đi học. Nên mình chuyển nhà dọn. Mấy tuần nay mà không có hết mọi người, hôm qua đổ đi vứt đồ bao nhiêu nữa. Mình không nuốt, không được khô, không nuốt được. Bận lắm mọi người ạ. Đồ đào dọn rồi nào. Cái nào mà không gì thì bỏ đi đó. Uống nước coi. Khô quá không nuốt được. Bảo ăn trứng thì không ăn. Cười. Đây là buổi có lẽ là video quay ở nhà mình là buổi cuối, tại vì 2 năm nữa thì mới gặp lại. 2-3 năm nữa mới gặp lại, mới quay lại. Chào cô chú đi con. Con trai đây. Chào cô chú. Con trai chuẩn bị đi học mà. Mình đang quay, điện thoại đang rơi. Con trai mình là chuẩn bị đi học đó. Hồi hộp mọi người, nên cũng lo lo. Chồng mình mấy hôm ngày mà hôm nay kiểu sắp đi đấy, sắp đi xa ấy. Không có ngủ được, mất ngủ. Suy nghĩ mất ngủ, hồi hộp, lo lắng, lo âu. Chồng không có lẽ. Mình đang quay chồng mình lúc chiêu. Đây mọi người, mình quay cho mọi người xem nhà mình là đồ, một đống đồ chuẩn bị này để mang qua bên Lào đó, gửi theo đường gửi theo đường biển nhé mọi người. Đây này, rất là nhiều đồ, nhà mình mang cả những cái giá sách này đi hết, mang sách và mang cả giá đi hết này. Trong đây còn nữa mọi người, mình quay cho mọi người xem.
Nên là mình đóng sẵn hàng sẵn rồi nhá. Tí họ đến họ xem lại xem thế nào gì thôi. Đợi như thế này. Dây điện này, nhà mình mang hết đi. Đấy. Cái phòng này là phòng nhà mình để đồ. Mình cho vào đây đóng thùng vào đây là xem nào, mấy thùng, 1 2 3 4 5 thùng mọi người, 5 6 thùng lên đấy. Đây là mua hẳn một gói thùng mì tôm qua nữa này. Đây là cái chăn điện để cho mùa đông để sợ mùa khi nào lạnh ấy, sợ luôn được bị mùa 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 lạnh đấy. Mình có để mình dùng. Đây là những cái gia vị này, mắm muối rồi là mì chính, à nắm mắm muối rồi là nước tương, dầu ăn mình mua qua, mình qua mình mang bên đấy, qua bên đấy sẵn. Đây là cái tủ lạnh mini để mình đựng hoa mỹ phẩm, hoa trong phun ấy mọi người. Đây mình mua ở trên mạng này, nhìn nó xinh xinh, nhỏ xinh xinh, tại vì ở bên nào thì thấy nó nóng đấy. Thế là mình cũng mang mua sẵn một chút mấy bộ mỹ phẩm mình mang rồi qua đó mình dùng dần thì mình sợ nó hỏng, cho nên là mình mua cái tủ lạnh đựng mỹ phẩm đây này mọi người, nhìn xinh chưa. Cái này có 20 lít thôi hả? TV nhà mình tắt hết dây điện ra rồi, còn ở ngoài nói chung là nhà mình dọn sạch sẽ hết rồi. Đây mang cả cái sofa này đi nhá. Đây là cái phòng để quần áo mọi người, treo quần áo đây thì nhà mình sẽ mặc những tầng này đồ đi này. Có mấy cái vali kia, hai ba cái vali to và ba cái vali nhỏ. Ba vali nhỏ là 6 vali, 6 vali mới mang theo một cái vali, cái túi này này đựng đồ nữa này. Mang từng này đồ. Nhà mình sẽ thuê, lát nữa chuyển nhà xong sẽ thuê một cái xe để chở đồ mới đi, tiện đi luôn một mạch lên trên Seoul luôn nhá. Không, nhà mình tính là đi đi bằng tàu cao tốc, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại nhiều đồ quá mình không nên con xuống nó mệt đấy, nên là thuê một cái xe đi tuột lên trên Seoul luôn. Đây là cũng đầy đủ áo dài hết, mình có áo dài rồi. Áo dài của mấy chị cho nữa đấy, đa số là người cho nhiều. Trong này, trong cái phòng đây là mình đựng quạt mới đựng cái bàn ăn. Đây cũng có một cái phòng nữa này, phòng cũng là đựng đồ. Quần áo của chồng mình mới của mình để đây. Đấy, đây là đồ mình sẽ mang qua bên Lào. Mình mang qua bên Lào mình cần thiết, những đồ là cần thiết mình sẽ cho đây, mình mang qua bên đấy hết. Đây là cái gian bếp quen thuộc của nhà mình mọi người này. Nên những đồ này là mình cũng mang hết đi nhá mọi người. Thì hiện tại thì công ty vận chuyển họ đến nhà mình rồi, thì họ cũng đang đóng đồ nhá mọi người. Những cái chai tương còn là đồ ăn cần thiết là mình cũng chuẩn bị, mình mua một ít để mình mang qua đó đó. Họ đang đóng đồ mọi người. Là mình hiện tại rất là bừa bộn luôn. Cái cuộn này là họ mang đến họ để họ đóng đồ với cái giấy đó để cho nó đỡ vỡ đó mọi người.
Những cái giường này mình vứt đi thì mình mua cái máy dính ở chỗ quản lý avatar quản lý chung cư mọi người. Thì họ đây là kitchen tê thì là giường họ ghi vào đây. Thì mình dính vào đây để mình vứt đi nhé mọi người. Cái tủ này nhà mình cũng vứt đi này, mình dính cái này vào đây này. Bye bye. Họ đóng gói xong hết rồi mọi người. Đó, dính đây này để mình mang xuống dính nhà mình vứt đi. Nhìn này, đây là quần áo rồi đấy, tủ quần áo này, đây là bàn quần áo này, mọi người đang nhìn chưa, nhà này, ôi trời, họ đóng rất nhanh nhá, đúng là chuyên nghiệp nó có khác, đang nhanh quá, toàn là dùng bằng giấy đấy mọi người, giấy bị cắt tông ấy. Mọi người nhìn này, đây, đây cũng là cái ghế sofa ở nhà mình đó, họ đóng rất là giỏi nhá, nhìn đẹp quá. Sofa họ đóng xong rồi, thì ở trong họ sợ bị vỡ đấy, bị cháy xước, họ sẽ bọc một cái miếng mút này mọi người, miếng mút này rất dày. Nó còn muốn ở trong rồi họ bọc cái bìa cắt tông ở ngoài. Khu này là bếp nó vẫn chưa dọn đâu mọi người nhá, còn rất là nhiều đồ. Đây là phòng con mình này mọi người, phòng con gái mình thì đây kệ sách kìa, rồi là quần áo nữa, còn chăn nữa mọi người, chăn thì chưa đóng hết nhá, chăn màn này. Ghế này nhà mình cũng vứt đi này. Đây là sách nữa này. Còn đóng cả cái bàn học này mang đi, mọi người đóng hết đi, nhà mình đóng hết. Chỗ này nhìn ra ngoài cái núi này mọi người. Những cái túi này là túi để đựng rác mọi người nhé, 75 lít này, túi để đựng rác. Mình lúc mình chuyển nhà thì có những cái rác này mình vứt đi thì mình vứt đi cho vào đó. Phòng của con mình cũng con trai mình này, sách vở nhà mình cũng mang hết đi. Tủ này cũng hết rồi. Đồ chơi nhiều lắm mọi người, đồ chơi với gấu bông rồi là các đồ nhiều lắm. Mọi người nhìn này, bút màu rồi là các thứ. Đây này mọi người ơi, đây này mọi người ơi, nhà mình hôm nay chuyển nhà đó thì mình đã nói với ở chỗ phòng quản lý chung cư thì họ viết cho cái này này, từ 9 giờ chuyển đi thì khoảng tầm 4 giờ là xong mọi người nhé. Thì họ cái này là họ bọc vào đấy cho đỡ lúc mình chuyển nhà, mình chuyển đồ cho nó đỡ bị hỏng cái sức mẻ cái cầu thang máy này này.90번이고요. 예. 가방. 가방. 슬러시 책. 책. 거기도 우리 성함이랑 같이 적어주시면 됩니다. 예. 야, 이제 다 hết xong hàng rồi mọi người.
Wow, đồ đã đóng hết xong, xong hết rồi. Đây, đây là phòng ngủ nhà mình này. Cái giường kia là mình vắt đi. Nhiều gió man. Thì không ngờ đến nhiều đồ này, nhà mình nhiều đồ này mọi người. Đây, mọi người nhìn này. Biết đây là cái tủ lạnh kim chi nhà mình đó, tủ lạnh kim chi. Còn tủ lạnh thì họ mang xuống dưới họ đóng hộp đóng đồ sau, tại vì nó, tại vì cái hộp đấy nó, cái kim chi nó to nên không qua qua cái cửa. Đây, đây, đây. Con gái mình vừa học về. Trong đây cũng có đồ, mọi người nhìn này, đồ này. Đây. Đây cũng là đồ, đây toàn đồ đóng thùng đây, thật đóng lên như ngọn núi luôn. Trong này cũng có đồ này, đây phòng con gái mình, đồ con gái mình này. Cái tủ kia mình cũng vứt đi nhá mọi người. Còn phòng con trai mình đây, sạch sẽ đây, phòng con trai mình đây. Chào cô chú đi. Chào cô chú đi. Chào cô chú. Cái này của bà vợ. Này cái vòng nắp này mang đi để sang tập thể dục. Đi tập thể dục. Ô cái này con không mang cho anh hả con? Cái này mang cho anh đi. Này, cái này cầm đi cho anh này. Con trai mình học chưa về, con gái hôm nay học về sớm hơn con trai mình. Tí nữa về anh đi tự anh đi. Giày dép cũng lấy hết đi rồi. Đây cũng lấy hết rồi. Lấy sạch rồi, giày dép lấy sạch rồi. Phòng này cũng để đồ như mình nè. Phòng nhà mình cũng để đồ nè. Dọn sạch sẽ không còn cái gì luôn. Chào mọi người. Ôi, núi, đồ đạc đây. Bây giờ ở dưới container họ mới đánh container đến thì bây giờ mới cho đồ xuống, chuyển đồ xuống dần nhé mọi người. Chuyển bằng cầu thang. Chồng mình, nhà mình dựng một cái xe này để lên sân xuống mọi người. Đây là các bạn cho quà con mình nè mọi người. Bánh kẹo cho con mình tôm nữa. Đây là cho mấy cái miếng rán hình nè. Đây là cái vòng đeo tay nè. Con trai mình cũng được cô giáo tặng quyển sách tiếng Anh, với cô giáo cũng tặng cái việc nhà mình cái cặp, cái kẹp tóc ấy mọi người. Còn bánh kẹo. Giờ nhà mình là đang trên đường đi lên xuống cho mọi người, thuê xe đi lên xuống. Còn xe thì đi mất 5 tiếng. Nhà mình thuê xe này đi lên trên đấy là mất 400 ngàn quân tiền Hàn, là khoảng tầm 8 triệu tiền Việt Nam đấy mọi người. Tạm biệt Vân San đây, tạm biệt Vân San. Sau 5 tiếng ngồi xe thì nhà mình giờ đã lên đến Seoul rồi. Hiện tại thì là 9 giờ kém. Thì trên này bây giờ thời tiết rất là lạnh. Hôm nay mình cũng rất là mệt, một ngày rất là mệt. Và ngồi xe nhưng 5 tiếng mình cũng bị say xe đó mọi người, cũng rất là mệt.
Video của mình hôm nay xin dừng lại ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ mình trong thời gian qua nhé. Thì hẹn gặp lại mọi người vào video tới. Tạm biệt mọi người, chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe nha.